Con cảm ơn bác ạ. Con hỏi câu 13 ạ. Thưa bác, thầy Thích Chân Tính với danh hiệu A Di Đà lúc thì giải thích thế này, lúc thì giải thích thế khác, cõi Tây phương Tịnh độ có hay không thầy cũng không chắc, niệm Phật là sao thầy cũng không hiểu, người tu theo đạo Phật như thế liệu có thể gọi là đã giác ngộ chưa ạ? Giác cái gì mà giác, ngộ gì mà ngộ. Cái kiểu giác này là đụng cái gì giác ở đấy đó. Thấy gì ngộ giác đó. Muốn giác ngộ thì phải hiểu biết, mà không hiểu biết thì giác ngộ cái gì. Rồi người ta nói mình đụng cái gì ngộ giác thì chửi ta đó. Không được, thấy không? Đừng. Có nghĩa là nó khuyên là ví dụ biết mình đi làm thầy giảng đạo thì biết thì nói, không biết gì thôi thì ngồi ở nhà cho nó khỏe đi, nó không có mít lòng. Thứ nhất là không biết mà đi chuyện nói thì mới khổ. Rồi bây giờ đó, bây giờ cái thế giới nhân quả này, lúc đó mình mãn thần rồi đó, thần thực thi nhân quả rồi, đừng có cúng ổng nghe, ổng có ăn đâu. Không có xin ổng, không có làm gì lại. Bị cái gì tôi thực thi nhân quả cái đó. Nên nhớ một điều á, làm thầy mà lấy tiền người ta đó là làm qua báo đó. Làm thầy mà lừa người ta đó xuống địa ngục, phải hai cái căn bản này cho biết. Biết thì làm, biết thôi. Chứ đừng cái gì đồng tiền mà xuống địa ngục có mệt lắm. Biết chừng nào lên đây, thấy không? Rồi, cho hỏi tiếp đi.